Đầu tiên, Hằng Ni cũng xin chia buồn cùng gia đình và kính chào các quý khách có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, cho phép Hằng Ni trích đoạn hai câu vọng cổ trong vở tuồng Ngai Vàng và Nữ Tướng. Cảm ơn rất nhiều.